mô bích thai á, nam mô tam thai á, nam mô sang thai á, kính đảnh lễ sư, kính đảnh lợi của cô phụ nữ á, xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp và xin mời quý vị tắt âm thanh và trang nghiêm thân khẩu ý để chúng ta bắt đầu thời kinh tam bảo thứ hai do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ. Nam mô bích thai giá, nam mô tham ma giá, nam mô sang khai giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakikame charupe ririsikaratate chandali ke vimane diberate chagame taruanagahane ge hawan thum hike te phoma chayam tu dewa chalathala visame ya karanthapanagati thanta santike yang Muniwara wacanang sathavo me sunantu thamma savanakalo ayam fadanta thamma savanakalo ayam fadanta thamma savanakalo ayam fadanta Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Tutiyammi Buddhang saranang gacchami Tutiyammi Dhammang saranang gacchami Tutiyammi Sanghang saranang gacchami Tatiyammi Buddhang saranang gacchami Tatiyammi Dhammang Saranang gacchami tatiyambi sangkhang saranang gacchami Iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambandho sugato lokavidu anuttaro purisarama sarathi sattha deva manussanang buddho Bhagavati nati me saranang anyang buddho me saranang varang etena sacca vaccena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang badabang sumvarutamang buddheyo khalito doso buddho khamatutang mamang Sakato Bhagavata Dhammo Sandhitiko Akariko Ehibasiko Opanayiko Pachatang Veditapo Vinyuhitinathime Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Varang Etena Sacca Vaccena Hontu Me Jayamangalang Uttamang yena vandehang dhammang chaduvithang varang Dhammeyo khalito doso dhammo khamatutang mamang Subhatibhanno bhagavato savakasangho Ujubhatibhanno bhagavato savakasangho Nyayabhatibhanno bhagavato savakasangho Sami jibati bano phagavato sa wakasangho yadidang chattari burisa yugani atha burisa bungala he sa phagavato sa wakasangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anchanikaraneyo anuttarang bunyang khetang loka satinathime Saranang anyang sangho me saranang warang etena sacca vaccena hontu me jayamangalang uttamang yena vandehang sangkhang chaduvithottamang sangkheyo khalito doso sangho khamatutang mamang
Văn đại mi chế thi yang sa bang sa ba tha đề su ba ti thi tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thịnh bu tha ru bang sa ca lăng sa đa sa mu thê a tha vi sanh cha đo đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa A hằng tê sang khâm mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi ha na ma ca ra nu pha vê na hàn tòa sa bê u ba đa vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sam bu thê bánh cha bánh nha sang cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê ta sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa tê sang tham mạnh cha sang thành cha đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tòa sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sam bu thê na vu ta ra sa tê a tha cha ta li sa sa ha sa kê vì sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha vê na hằng tòa sa bê u ba ta vê a nê ca an ta ra ya bi vi na san tu a se sa tô sa bê bu ra thi ma ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho du sa bê bu ra thi ma ya nu di sa ya sa ta a vê ra su khi ho du sa bê đa khi na ya di sa ya sa ta a vê ra su khi ho du sa bê đa khi na ya nu di sa ya sa ta A vê ra su ki ho du sa pe pe chi ma ya di sa ya sa ta A vê ra su ki ho du sa pe pe chi ma ya nu di sa ya sa ta A vê ra su ki ho du sa pe u ta ra ya di sa ya sa ta A vê ra su ki ho du sa pe u ta ra ya nu di sa ya sa ta a we ra su ki hon du sa pe u pa ri ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon du sa pe he ti ma ya di sa ya sa ta a we ra su ki hon du sa pe sa ta a we ra hon du su ki ta hon du ni du kha hon du ap ya pa cha hon du ani kha hon du đi kha yu ka hon tu a go ga hon tu sam pa ti hi sa mi chan tu su khi a ta nam pa ri ha ran tu tu kha pa ta cha ni du kha pha ya pa ta cha ni pha ya so ka pa ta cha ni so ka hon tu sa pe pi pa ni no A ca sa tha cha phu ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khan tu sa sa năng A ca sa tha cha phu ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khan tu no ga ru A ca sa tha cha phu ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu nha ta vô A ca sa tha cha phu ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khăn tu ba ni no A ca sa tha cha phu ma tha đề wa na ga ma hi thi ca bồn nhang no anu mô đăng tu chi răng ra khan tu no sa đa y đăng wa ta no bồn nhang a sa wa kha ya wa hăng hôn tu a na ga te ca lê sa thú sa thú sa thú sa thú dạ thầy kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng thuyết bài học cho chúng con. Xin kính thỉnh sư.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ngài Thầy Giá. Xin chào thầy. Hôm nay thì này sư ạ. Dạ, dạ. Giờ hôm nay thì mình sẽ được tiếp cái phần bài tập số 6 còn lại. Là hôm trước mình đã gửi xong phần Bali sang Việt. Hôm nay thì mình sẽ sửa phần tiếng Việt sang Bali. Rồi sau đó chúng ta học bài thứ 7. Anh Khánh bước bài lên đi để sửa bài xong rồi để chúng ta học bài mới. Khánh có mở bài chưa? Tôi chờ có một tí. Anh mở câu bắt. Ở đây mình có câu 1, đó là sau khi từ giả Alarakalama. Cái này chắc mình thêm chữ thầy vào. Sau khi từ giả thầy Alarakalama, Bồ Tát đã đi đến gặp đạo sư Udakakamputta để thọ giáo. Câu số 2, Alarakalama là một trong các vị thầy có nhiều đồ chúng vào thời ấy. Câu số 3, sau khi biết Bồ Tát đã chứng được thiền vô sắc, đạo sư Udaka Ramaputta rất quan hỷ. Câu số 4, đạo sư Udaka Ramaputta đã đặt Bồ Tát vào địa vị của mình đang có. Câu số 5, pháp mà Đức Bồ Tát hiện có không đưa đến ly tham, tịch tịnh, giác ngộ và niết bàn. Thì đó là năm câu phần bài tập tiếng Việt chúng ta đang muốn từ vựng để chúng ta làm. Ai làm được câu nào trước mình nói được. Trước khi anh Khánh bắt bài được. Dạ sư tắt cái share screen đi sư để con mở. Sư cho con làm câu số 3. Trời. Thank you.
số 1 có người làm rồi nè, của Lăng Lê. Hãy làm được câu nào làm câu đó, làm xong bạn có làm báo cho người ta để không có bị trùng lặp. Để cho nó chuyển bên ly tiếng Việt cho nó cái bên nhau với tiếng khác dễ con. Sửa con số mấy, để số 0 làm chữ lớn tí các Khánh ơi, nhỏ quá không thấy. Dạ dạ. Cảm ơn các Khánh.
mấy câu rồi? Là ba câu sư, còn câu 4 với câu câu 4 chưa? Rồi còn câu 4 chưa làm. Rồi có chị Hoa nhưng mới làm câu 4. Đã làm nhanh lễ hơn mất thì vậy. Lớp 2 để học chậm hơn lớp 1. Sư vậy là xong 5 câu rồi sư. Con liền giùm cô đánh dấu vô chữ A Aruba quá chá rất cha năng sư thiền á con. Aruba quá chá ra cha năng không con. Con ra rồi chúng ta sang câu số 1. Mình xem câu số 1 nó có mấy từ ha. Để nên có sau khi từ giả là 1 Aralak Alarakalama là 2 Bồ Tát là 3 Đã đến đã đến khác gặp khác ha. Gặp trên để coi coi chữ gặp hồi nãy sẽ nói thêm chữ thầy sẽ có thêm vô thơ sơ cái câu trên nó sau khi từ giả. Thầy để chung những chữ A là đá chung nó chưa là rất là vật mắt để khỏi chữa đến đúng là thì à, đi đến đạo sư tất cả ra một phú thái đẹp mọi chớn còn phải trong tiếng Việt mình dịch thêm một chữ gặp nên để coi có thể tiếng họ biết sao để đi đến ở đây thì động từ Akamit là được rồi. Đi đến ai đó thì ăn này đôi khi nó được dịch là chỗ hoặc là gần. Chữ C
sanh tịch căn. Ở đây mình dịch là gặp đạo sư, gặp đạo sư Ram Hồng Phúc Phát. Nhưng mà gặp đạo sư đâu có sanh tịch căn. Sắc bầu, tại cái chữ gặp đó nó có thể là động từ bắt xúc tiết. Nên câu này chắc sau này mình sẽ sửa lại là đi đến chỗ đạo sư Ramaphosa để thọ giới, hoặc là đi đến chúng xứ. Cái chữ sanh tịch căn ở đây mình dịch là chúng xứ hay là chỗ, để mình xài cụm từ sắc thun nô sanh tịch căn. Ở đây mình sẽ có là thầy A-la-ra-ca-lam là số 1. Xin lỗi, chữ Bồ-Tát là số 1. Bồ-Tát là số 1. Bồ-Tát. Bồ-Tát. Rồi từ giả, cái chữ từ giả này thì nó sẽ nằm sau vị thầy A-la-ra-ca-lam. Cho nên cái chữ sau khi từ giả này nó là số 3. Vì thầy A-la-ra-ca-la-ma là số 4, số 2. Rồi đã đi đến, cái này nó có mấy tầng, số 3 rồi, số 4, số 5, số 6. Thì là động từ đã đi đến là số 6. Đi đến, đi đến. Đạo sư Phúc Đắc Cát Ra Mà Phúc Phát là số 5. Số 5. Rồi để thọ giáo là số 4. Thì mình sẽ xem cái ở đây giáo sẽ viết sao. Bodhisatto Alamo Kalamo Ikamitwa. Không được, cái gì không được. Bodhisatto viết Ikamitwa thì rời khỏi ai đó, thì ở đây mình sẽ xài cách thứ 5. Mà đã ở đây mình có thêm cái chữ thầy rồi, cho nên ở đây mình xài chữ nam má thì thành thành chữ nam má. Đây nè, chỗ để chuột không phải chỗ đầu hả sư? Đây nè, đây chữ để chuột không? Dạ không không sư. Chỗ sau Alaro Calamo hả sư, hay chỗ nào sư? Là trước chữ Saturno sư. Alarocalamo nè. Cái đó là Puchapo Ramaputo rồi. Nhưng mà dùng Abuchita, Abuchita cũng được anh sư. Từ giả. Ồ, cái này là rời khỏi hả? Dạ. Là cái chữ rời. Từ giả thì dùng Nupitoa mới được. Quên chứ. Nên là rời khỏi. Chữ Nupitoa đó. Nhớ chữ đó không, còn không xuống pháp tin tự vận đi. Abuchitwa. Abuchitwa này không? Abuchitwa sẽ. Abuchitwa chứ. Nhớ có chữ gì từ từ chối ha. Abuchitwa là từ chối. Dạ. Nikhamati là ra đi rời khỏi ạ. Nikhamati ạ. Qua từ giả, từ giả vì cái chữ đó mình xài chữ Acharyan đi, trước trước cái chữ từ giả đó mình xài chữ Acharyan. Acharyan thầy ở vị thầy á, không có hát Acharyan. Nó xài trước cái chữ Acharyan nó xài chữ nam mà. Rồi đã đi đến lúc sinh, hoặc là chỗ đã đi đến vị thầy của Đạt Cát Ra-ma Phúc Phát. Rồi câu số 2. Câu thứ hai thì mình thấy là Như Hiếu để thọ giáo. Còn Úc Lanh Hy Tung nữa chứ.
Thì trước Agami không sư? Không, không, trước Phúc Đạo Cô Sao Apuchitoa. Sao Apuchitoa gần khi tục là chấm dứt chữ A cháu đi dần mà cánh này này là A cháu đi dần A cháu đi dần chữ từ đó à. Này sao ở câu 2 câu 2 thì A là cá ca làm mát làm ngộ. Một trong các vị thầy, một một trong các vị thầy có nhiều đồ chúng. Không để có nhiều đồ chúng là một thôi. Để có ra để có riêng đi, có riêng đi. Có nhiều đồ chúng ha, xuống vào cái chữ đồ chúng nhìn xương chỉ cần bọn thầy ấy anh nhi cái nghi là một câu các vị thầy có nhìn được chúng một câu các vị thầy có nhìn được chúng vào thầy ấy tên á sống lại gì nè tên á tên là tên là sao gì nè à cha đi ra gì chứ chữ sao má Khánh này là sao má gì nát không chị. Sama gì nữa biết cái chữ sau cái chữ a cha cái gì thuốc đó là biết cái chữ eco eco hả sư là một hả sư là hát là lòng quá là một trong các vị thầy có nhiều đội chúng có nhiều đội chúng gì nhiều đội đó nên cả điện tử khó quá tí đi hoặc là ô tí được ô tí ô tí để cái chữ gan gan ninh kia anh viết lại chữ gan ni trên trong dưới để y dạ ở đó một chữ gan ni ở dưới nè copy lên còn không ai biết bị từ âm gan gan ni luôn hay là gan niêm này sư gan ni biết từ âm trong cách rồi cái chữ khóa hung căng gì biết chà này chữ này khó biết gì cả khóa hung căng ở đây viết lại cái chữ khóa hung cô đi là
câu này là quá khứ. Dạ, nhưng mà quá khứ động từ. Ờ, động từ đây. Hô quý. Hô quý hoặc là hô sĩ. Sư cho con hỏi câu trên đó sư. Udako Ramamoto Satuno, nếu mà dùng mà có dùng hai từ tên của vị đó là dùng cách thứ sáu hay là dùng cách thứ nhất sư? Cái đó phải dùng, nếu mà muốn tài chữ Nam á phải viết cách thứ sáu à, viết cách thứ sáu thì cho nó lạ. Câu một có thanh câu này nè, hai chữ này viết là cách thứ sáu. Udako Ramamoto á. Tất xá không sư? Ờ, thêm bán tất rồi. Không phải ở đó. Hả? Thầy nè, chỗ Udako Ramputo này anh thấy không? Ramputo đi thầy. Tất xá hả sư? Tất xá, đúng rồi, bỏ chữ ô ra đi viết tất xá rồi. Rồi thì chữ Udako này bỏ chữ ô nữa. Udako cách xá luôn hả sư? Cái câu này tách chữ nhiều ra, chữ nhiều ra. Rồi ở dưới thì câu số 2 này tách chữ nhiều. Không, không phần tiếng Việt á, để cái vô cách không phần tiếng Việt á, để cho mọi người xem. Câu này nếu điểm số nó là cái gì? Điểm số nó thì là qua thời ấy. Qua thời ấy ở đây ta biết nó sao, nhưng mà nó tạm từ cái thời gian thì biết nó ở đầu câu hoặc là sau chủ từ. Cho nên ra qua thời ấy thành số 1. Ấy. Trong các vị thầy là số 2. Rồi dù ở trong tiếng Việt mình thì nói là một trong các vị thầy, nhưng mà trong các vị thầy được biết trước. Rồi chữ một ở đây là số 3. Rakalamat là số 4. Có là số... có là số mấy, số 4 này, số 7, đó là số 7. Rồi à, nhiều số 5. Nhiều là tính từ của đầu chúng, cho nên nhiều nó biết trước, cho nên nhiều là số 6. Rồi chính số 5. Ủa? Sao? Cái đồ chú là số 6, nhiều là số 5 chứ. Nó biết trước cho nên số 5. Còn động từ thì nó dịch trước nhưng nó biết sao. Cái câu này nó hơi khó. Tại nó có là một trong cái nhóm đó. Cái này mình phải nhớ cái cụm từ đó thì mới biết cái câu này được tốt. Này là một câu hơi đặc biệt. Và câu số 3. Đây là số 1, số 3. Sau khi biết Bồ Tát đã chứng được thiền vô sắc, tạo sự của tất cả, sau một phút ta hạch bằng tỷ. Rồi bây giờ sau khi biết là 1, Bồ Tát là 2, đã chứng được là 3, thiền vô sắc là 4, đạo sư Ramaputta là 5, rất là 6, quan thị là 7. Việc cái Bồ Tát là số 1. Tôi quan lỗi.
đạo sư Ramaputta. Đạo sư Ramaputta mới là số 1 ha. Số 1. Sau khi biết Bồ Tát, vậy là chữ Bồ Tát là số 2. Sau khi biết là số 3. Ở đây có mấy phần? 3, 4, 5, 6, 7. 7 người đã chứng được là số 7. Số 7 Tiền Vô Sắc Giới là số 6. Đã biết được Bồ Tát, chứng được Thiền Vô Sắc Giới gì vậy? Đạo sư Đất Cá Hàm Bồ Tát. Sau khi biết Bồ Tát, không phải cái này biết gì không đúng rồi. Không phải đã chứng được Thiền Vô Sắc Giới. Bộ bài này có phải bài quá khứ phân tử không như ta? Lớp học quá khứ phân tử. Dạ, quá khứ phân tử. Sao bài này quá khứ phân tử? Vậy là cái chứng được ở đây thì nó phải là sau khi biết Thiền Bồ Tát, chứng được Thiền Bồ Tát thì là Giác Chi Tâm. Thiền Bồ Tát ở đây không phải là số 2 đâu. Đây, Thiền Bồ Tát, nên sửa lại đi, cái chữ Thiền Bồ Tát là số 2. Thiền Bồ Tát là số 2. Đã chứng được là số 3. Bồ Tát số 4. Sau khi biết là số 5. Rồi rất là số 6. Quan Hỷ là số 7. Rồi bây giờ chúng ta xem là ai ghi một bản sao ha. Đạo sư Đắc Cát Ra Một Bụt Tát Sắc Hà ghi cùng đó mình cho nó số 1 đi. Cho nó dễ. Sau khi biết này thì chữ biết rồi. Câu này thì chữ biết cái chữ biết, cái chữ biết trước chữ Nichanitua. Biết chữ đó được không? Còn không cả được điểm biết được. Có không? Dạ không có. Không có. Chữ biết là tôi có chá thôi không? Biết trước biết chữ trước chữ Bồ Tát nè, biết trước chữ Bồ Tát, sau chữ Bồ Tát. Rồi, chữ Bồ Tát này tôi sửa lại ở đối cách Bồ Tí Sắc Tăng. Rồi em mời chặt. Các quan thủy là Ativiya. Ativiya. Sao biết chữ Ativiya sau cái chữ Kim Trang Lý Qua? Ativiya. Ativiya. Một thôi, một chữ tắt. Đoạn sau con không nghe rõ hai âm sao đâu gì sao? Quý giá. Quý giá. Rồi xuống câu số 4. Rồi, nhanh quá. Đạo sư Uttaka Ramaputta Đà Đạt Bồ Tát vào địa vị
Câu 3 sửa lại thì vô sắc thiền. Sì đi. Câu 3 sửa thiền vô sắc lại cái chữ thiền vô sắc. Ok. Bác sĩ đi hả Thánh? Bác sĩ câu động từ á. Bác sĩ đi. Trường âm chữ y nhỉ? Sĩ á. Dạ. Đạo sư của tất cả hai của Pháp là 1, Đà Đạt là 2, Bồ Tát là 3, Vào địa vị là 4, của mình là 5, đang có là 6. Thì chữ đạo sư là số 1, Đà Đạt là số 6, Bồ Tát là số 5, địa vị là số 4, của mình là số 3, đang có là số 2. Em xem tao biết được sao cũng đã có ra một cuộc tổ sắp xa có quá mà nó sắp xa tổng đồ thành nằm tí cụ trí sắp tăng sắp kỳ sĩ cụ tác đã đạt tạo sử dụng các cá rau cụ tác đã đạt bộ tác vào địa vị của mình đang có rồi câu số 5 em tịch tịnh giác ngộ và niết bàn. Pháp là 1, mà Đức Bồ Tát là 2, hiện có là 3, không là 4, đưa đến là 5, ly tham là 6, tịch tịnh là 7, giác ngộ là 8, niết bàn là 9. Bằng lại chính vậy thì là chữ khóa pháp mà Đức Bồ Tát hiện có biết là cách tinh thần bị đơn giản chỉ là pháp mà Đức Bồ Tát hiện có thì chữ hiện có chữ pháp thì nó là chủ từ nhưng mà ở đây có cái trạng tính từ đi chung với nó thì chúng ta biết trước để Bồ Tát cho số 1 đi đặt số 1 thì có là số 2 thì pháp là số 3 không là số 9 đưa đến là số 10 ly tham là không đưa đến phần còn giờ niết bàn là số 8 giác ngộ là số 7 tịch tịnh là số 6 ly tham là số 5 chín câu chín cầu là lộn số không có số lại số chín thì mất lại một số mất lại số mười thành số chín thành số mười thành số số chín thành số tám bớt nó lại một
ở đây sửa hả? Ở 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 4. Từ đây đó mới được. Rồi bây giờ mình sẽ xem ở đây mà Bồ Tát hình diệu cách ba Bồ Tát sắc thế nặng lóc thân tô, lóc thân tô ở đây quá khứ thân từ đó, lóc thân tô ở đây nó phải quá khứ thân từ pháp mà Bồ Tát hiện có hiện tại thân từ, hiện tại thân từ biết nhận bổn thể nên mới có Bồ Tát thứ ba. Rồi thâm mô, thâm mô là số 3, không nãy là số, không là số số 8, tăng bát thực tí số 9, không được đến ly tham, tham là số số 4, không có tham mà giá là tịnh tịnh là số 5, giác ngộ là số 6, niết bàn là số 7. À, đó là 5 câu bài tập. À, nếu có sửa tí hả Thắng? Sư cho con hỏi sư, nếu bạn dạng hiện tại phân từ với theo thượng thể được hả sư? Ừ? Hiện tại phân từ này mà với theo cái dạng thượng thể được hả sư? Được, ok. Thì biết là thượng thể là động từ ở dạng nào nó cũng có thể sai. Thằng bắt ta tí nè. Này này hai chữ B. Thằng bắt ta tí. Nói dạng động từ nào nó phải xài ở thì hiện tại hết. Tại nó là từ thì hiện tại của thuộc động thể, rồi mình hình thành cái dạng năng lượng dạng ghép nó ở dạng hiện tại phân tử thôi cho nó yeah. Quá khứ từ mình cũng có thể biết nó dạng thủ đồ để mình không biết được, tại vì đó là nó có phân từ nó giống như là động từ, để thể động từ xài được thì nó xài được. Dạ anh thấy con mày không có mà con muốn hỏi kỹ rồi. Cái chữ này chữ hiền phải cái chữ không quá mà nó sáng thì nó hay hơn thầy quá mà nô nếu mà không quá mà nô thì nó lại không là không từ đồng thể không đồng thể được. Nếu mà sao quá khứ phân từ thì đúng câu này, nếu mà khắc phục nếu mà cái câu này mà là gì theo phân từ quá khứ phân từ được sửa những câu mà nếu mà thầy quá khứ phân từ đi sửa lại tiếng Việt tí pháp đã có nếu mà đã có được đã có được có được. Vậy thì anh lại có xài hai cái chữ này dùng sư đi. Xài cái chữ đó là bằng chữ Lapito. Lapito đi. Thường dạng đó là phân tích con sai con sai đạo lắp cái tô đi. Sorry, bố thí sắc tô hả sư? Đổi lại hả?
chữ lắp phân tô để tại nó lắp cái tô. Bỏ chữ an á, bỏ chữ an á, thay chữ ý là được, chữ ý chữ y hay được rồi sẵn à, bỏ chữ an. Rồi chữ tay nữa. Ta ở dạng này thì khác ít được thì được. Có một chữ T. Chữ T. Sửa bài xong mình sửa đi. Để chúng ta học bài mới tính thật. Mới tính tổng cộng 30 phút để chúng học được. Xong rồi, lớp sửa bài xong rồi chúng ta học bài mới. Câu thì không nhớ, nhưng mà tới khi mình sửa bài tập thì phải ý mình mới biết câu đó phải xài như thế nào. Cái bài số 6 là bài hiện tại phân từ mà không phải quá khứ phân từ. Bài số 6 là hiện tại phân từ. Hiện tại phân từ, bài số 6 là hiện tại phân từ, mà ý con hỏi sư là cái dùng cái câu đó được không? Chứ con không có nói là con hỏi thôi. Hiện tại phân từ. Quá khứ phân từ thì cũng học rồi, nhưng mà mình sửa vậy thì nó không có đúng bài học. Nó phân từ cũng học rồi sư. Cái bài tập này chủ yếu là người ta để cho bài quá khứ phân từ ôn hiện tại phân từ. Lại câu tiếng Việt, tại cái đó phải điều chỉnh lại câu tiếng Việt đó. Phải là hiện có giống như nãy thì mới được. Nếu mà hiện có thì sửa lại. Sửa con chữ đó. Đang có được thì là hiện tại phân tử. Làm Khánh reset lại đi. Control reset lại đi. Dạ chị sư. Hiện có, bỏ chữ được. Số 5. Hiện, thưa sư thấy để chữ hiện có được ổn hơn. Được. Sửa là lắp phanh to giống như nãy, thưa sư. Lắp to. Bài là quá không thể, không thể. Thì mình ưu tiên cho cái bài học tí, tại học bài đó thì ưu tiên cho các bạn học trong một tí. Để các bạn tử hiểu bài thêm, tại trong bài học cần chỉ có một, hai ví dụ thôi. Cái bài tập này sẽ giúp cho mình hiểu bài rõ thêm. Ở chữ B, bỏ mất chữ B nữa Khánh. Không, không, đâu có bỏ cái đó. Tại nó dặn thủ đô thể thì phải viết thêm cái đó mới được. Viết cái đó nó không được. Nó hiện tại phân từ, nhưng mà hiện tại phân từ của động từ thuộc thể. Rồi. Khánh ơi, bố bốc chưa được kìa, hiện có thôi. Thêm chữ được chắc. Vậy thêm chữ được đó nữa hả sư? Hiện nãy có được. Nãy làm thêm chữ được. Hiện có được ổn hơn. Tức là đang có được đó. Thì em xài
thì đang có được sự lắc thân tôn. Rồi anh thấy đi, xong rồi cấp tử sao sửa xong chưa? Các em học bài mới ha. Vậy là học bài 7. Bài 7 đó là hành khổ hành. Ở đây mình có một đoạn lịch sử liên quan đến hành khổ hành. Rồi phần văn phạm thì mình có khả năng thân từ. Rồi danh từ nam tính, vị ngữ u thì là vị nhu. Giờ mình học cái bản chia trước à, cái bản chia danh từ nam tính này trước. À, đây là bản tập chia danh từ năm tính bị ngữ u như là binh nhu à, thì mình có phát thơm mà e có quá cho nó binh nhu phá hu quá cho nó binh nhu binh nhu nô ngữ ti à e có quá cho nó binh nhu phá hu quá cho nó binh nhu binh nhu nô ta ti à e có quá cho nó binh nhu na phá hu quá cho nó binh nhu ý binh nhu ý cha cô ti e có quá cho nó binh nhu nô binh nhu sát có hu quá chân áo bị nhu năng bành giá mì ê có quá chân áo bị nhu na bị nhu ha bị nhu ma có hu quá chân áo bị nhu hí bị nhu hí thật thì ê có quá chân áo bị nhu nô bị nhu sát có hu quá chân áo bị nhu năng thất tâm mì ê có quá chân áo bị nhu hí bị nhu mình có hu quá chân áo bị nhu su à lập phân á ê có quá chân áo bị nhu có hu quá chân áo bị nhu nô hai lần nữa ha. Pathama e kawachana vinyu pahuvachana vinyu vinyu no tutiya e kawachana vinyu pahuvachana vinyu vinyu no tatiya e kawachana vinyu na pahuvachana vinyu hi vinyu hi chatuthi e kawachana vinyu vinyu no vinyu sa pahuvachana vinyu nang bạn chăm mì e có quá chân áo quỳnh nhu na quỳnh nhu ha quỳnh nhu ma u quá chân áo quỳnh nhu hi quỳnh nhu hi thật thì e có quá chân áo quỳnh nhu no quỳnh nhu sa u quá chân áo quỳnh nhu nàng thật tâm mì e có quá chân áo quỳnh nhu hi quỳnh nhu mình quỳnh nhu su u quá chân áo quỳnh nhu su a lắp phá na e có quá chân áo quỳnh nhu u quá chân áo quỳnh nhu no. Rồi vậy chúng ta tập chia, có thể chia lại danh từ quỳnh nhu này hoặc là chọn một danh từ nào đó tương phụ bằng u mà nó ở dạng nam tính. Ở trong bài học thì người ta cũng cho mình một ít dạng này thì nó không có nhiều à, chỉ một vài từ ngữ tương phụ bằng u thôi thì nó không có nhiều. Chúng ta có thể chọn theo ở trong bài học hoặc là chia thẳng ở trên mạng này. Rồi bây giờ ai chia được thì giơ tay lên để tập chia ha. Khánh mời tập chia bạn chia. Xin mời Phật tử Kim Cúc à. Thưa sư, con xin chia danh từ ác thanh nhu là bậc thông nghĩa lý. Con xin chia. Pathama ekavachana ác thanh nhu bahu Vachana Athanyu Dutiya Eka Vachana Athanyu Bahu Vachana Athanyu Athanyu No Tatiya Eka Vachana A thành nhu na
Bahu Vachana Akthanyuhi Akthanyuhi Chatuthi Ekavachana Akthanyuhuno Nuhuno Akthanyuhusa Bahu Vachana Akthanunang Panchami Ekavachana Akthanuna Akthanumha Akthanusma Bahu Vachana Akthanyuhi Akthanyuhi Chathi Ekavachana Akthanyuno Akthanusa Bahu Vachana Akthanyunang Satta Mi Ekavachana Akthanyuno Akthanusa Akthanyusa Bahu Vachana Akthanyunang Satta Mi Ekavachana Athu Nhum Hi Athu Nhus Min Bahu Vachana Athu Nhu Su Alapana Ekavachana Atha Nhu Bahu Vachana Atha Nhu Atha Nhu Tho No. Thưa sư xin hết. Thưa sư có sai chỗ nào ông sư xin sửa giùm. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ nam tính dĩ ngữ U như là Mát Tanh Nhu là người tiết độ. Mát Tanh Nhu. Mát Tanh Nhu. Phát Tháp Ma Ê Quá Cá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Bá Hu Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Nhu Nô Điêu Tí Gia Mát Tanh Điêu Tí Gia Ê Quá Cá Ê Quá Ê Cá Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Bá Hu Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Mát Tanh Nhu Nô Mát Tanh Nhu Nô Tá Tí Gia Ê Cá Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Na Bá Hu Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Hí Mát Tanh Nhu Bí Chát Tú Thi Ê Cá Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Nô Mát Tanh Nhu Mát Tanh Nhu Sá Bá Hu Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Năng Hành Chá Mì Ê Cá Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Na Mát Tanh Nhùm Hà Mát Tanh Nasma Bahu Vachana Matanyu Hi Matanyu Bi Chat Chati Eka Vachana Matanyu No Matan Nusa Bahu Vachana Matanyu Nang Satami Eka Vachana Matan Nyum Hi Matan Nyum Bi Bahu Vachana Mát Tanh Nhu Su A La Pa Na Ê Ca Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Bá Hu Quá Tranh Ná Mát Tanh Nhu Mát Tanh Nhu Nô. Dạ thưa sư, con xin hết, con xin cảm ơn. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Con xin chi bạn biết chia danh từ nam tính vị ngữ U như là Sát Banh Nhu Bậc Toàn Trí. Bác Tha Mại Cao Quang Chá Ná Sát Banh Nhu Bác Hu Quang Chá Ná Sát Banh Nhu Sát Banh Nhu Nô Tư Tư Dạ Ê Cao Quang Chá Ná Sát Banh Nhu Bác Hu Quang Chá Ná Sát Banh Nhu Sát Banh Nhu Nô Tư Tư Dạ Ê Cao Quang Chá Ná Sát Banh Nhu Nà Bác Hu Quang Chá Ná Sát Banh Nhu Hí Sát Banh Nhu Phí
Chatuthi kawajana sapanyuno sapanyusa bahuvajana sapanyunam panchami kawajana sapanyuna sapanyumha sapan sapanyusma bahuvajana sapanyuhi sapanyufi chathi kawajana sapanyuno sapanyusa bahuvajana sapanyunam satame kawajana sapanyumhi sapanyusmin bahuvajana sapanyusu alapana ekawajana sapanyu bahuvajana sapanyu sapanyuno. Dạ thưa sư, xin hết. Mời cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc một số danh từ nam tính có biến cách giống như Vinh Nhu là Sắp Ban Nhu, bậc toàn trí. Bách Tha Ma E Ca Quá Cha Na Bách Sắp Ban Nhu Bá Hú Quá Cha Na Bách Sắp Ban Nhu Sắp Ban Nhu Nô Đu Ti Già E Ca Quá Cha Na Bách Nhu Bách Nhà Sắp Ban Nhu Bá Hú Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Sắp Ban Nhu Nô Ta Tí Già E Ca Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Sắp Ban Nhu Na Bá Hú Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Hí Sắp Ban Nhu Phí Chát Tước Thì E Ca Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Sắp Ban Nhu Nô Sắp Ban Nhu Xá Bá Hú Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Năng Ban Cha Mì E Ca Quá Cha Na Ban Nhu Na Ban Nhum Hà Ban Nhu Sma Bá Hú Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Hí Sắp Ban Nhu Phí Chát Chát Thì E Ca Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Nô Sắp Ban Nhu Xá Bá Hú Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Năng Sắp Ta Mì E Ca Quá Cha Na Sắp Ban Nhum Hí Sắp Ban Nhu Smin Bá Hú Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Xú Áp A La Pa Na E Ca Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Bá Hú Quá Cha Na Sắp Ban Nhu Sắp Ban Nhu Nô. Con xin hết ạ. Thưa sư trong sách đó, cái cách tám á cái quá cha ná là nó là win nhu á sư, chứ không phải nhú rồi sư, u chứ không phải là ú rồi sư. Cách tám á cái số ít á nó là u chứ không phải là ú. Con thấy trong sách để là u á sư. Xin mời Phật tử Lâm Hy Nương. Dạ bà sư, con xin đọc bản biến cách danh từ nam tính vị ngữ u như là Vin Nhu là người trí. Atthama Eka Wachana Vin Nhu Bahu Wachana là Vin Nhu Vin Nhu No Dutiya Eka Wachana là Vin Nhum Ba Hú Quá Cha Na là Vin Nhu, Vin Nhu Nô. Ta Tí Giá E Cá Quá Cha Na là Vin Nhu Na. Ba Hú Quá Cha Na là Vin Nhu Hí, Vin Nhu Phí. Cha Tu Thí E Cá Quá Cha Na là Vin Nhu Nô, Vin Nhu Xá, Vin Nhu Xá. Ba Hú Quá Cha Na là Vin Nhu Năng. Pan Cha Mì E Ca Quá Cha Na Vin Nhu Na Vin Nhu Ma Vin Nhum Ha. Ba Hú Quá Cha Na là Vin Nhu Hí Vin Nhu Phí. Cha Thí E Ca Quá Cha Na Vin Nhu Nô Vin Nhu Xá. Ba Hú Quá Cha Na là Vin Nhu Năng. Sát Ta Mì E Ca Quá Cha Na
Vin Nus Min, Vin Num Hí, Ba Hú Quá Chá Ná là Vin Num Sú, A Lá Pá Ná, Ê Cá Quá Chá Ná là Vin Nhu, Ba Há Quá Chá Ná là Vin Nhu, Vin Nhu Nô. Dạ bạch sư con xin hết. Dạ, mời Phật tử Phước Duyên ạ. Dạ, sư con xin chia động từ Quá Đanh Nhu, người tham dung độ lượng. Có thơ mà ê ca quá chá ná quá đanh nhu, bá quá chá ná quá đanh nhu quá đanh nhu nô. Tú thi già ê ca quá chá ná quá đanh nhu, bá quá chá ná quá đanh nhu quá đanh nhu nô. Có thi già ê ca quá chá ná quá đanh nhu nà, bá quá chá ná quá đanh nhu bí quá đanh nhu bí. Chắc tốt thì ai có quá chân áo đàn như nô quá đàn như xá, bác quá chân áo đàn như mà. Phần cha mì ai có quá chân áo quá đàn như mà, quá đàn như hà, quá đàn như mà. Bác quá chân áo quá đàn như hí, quá đàn như tí. Chắc thì ai có quá chân áo quá đàn như nô quá đàn như xá, bác quá chân áo quá đàn như nào. Chắc ta mì ai có quá chân áo quá đàn như hí, quá đàn như mì, bác quá chân áo quá đàn như xú. À lắp phá ná ai có quá chân áo quá đàn như, bác quá chân áo quá đàn như, quá đàn như nô. Dạ xin nói. Dạ, bạch sư con xin tập chia danh từ nam tính với ngữ ú như là Vinh Nhu. Vinh Nhu Patama Eka Wachana Vinh Nhu, Bahu Wachana Vinh Nhu, Vinh Nhu No Tuti Già Eka Wachana Vinh Nhu, Bahu Wachana Vinh Nhu, Vinh Nhu No Tati ya eka wachana wing yu ha wing yu na bahu wachana wing yu hi wing wing yu pi chatu ti eka wachana wing yu no wing yu sa bahu wachana wing yu nang pancha mi eka wachana wing yu na wing yu ha wing yu sma bahu wachana wing quyền nhu hí, quyền nhu phí, chát thì ê cá quá chá ná quyền nhu nô, quyền nhu xá, bà hú quá chá ná quyền nhu năng, sát tả mì, ê cá quá chá ná quyền nhu hí, quyền nhu mình, quyền, bà hú quá chá ná quyền nhu xú, bà lá bà ná, à lá bà ná, ê cá quá chá ná quyền nhu, bà hú quá chá ná quyền nhu nô. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời tự tiên mẹ. Dạ, thưa sư, xin chia một số danh từ nam tính cương cách như ác thanh nhu hoặc thông hiểu nghĩa lý. Một, bá tha ma ê ca quá chá ná ác thanh nhu, bá hú quá chá ná ác thanh nhu, ác thanh nhu nô, đu ti dè ê ca quá chá ná ác thanh nhùm, bá hú quá chá ná ác thanh nhu, ác thanh nhu nô. Tá ti dè ê ca quá chá ná ác thanh nhu nà, bá hú quá chá ná ác thanh nhu hí, ác thanh nhu phí. Chát tú thi ê ca quá chá ná ác thanh nhu nô, ác thanh nhu xá, bá hú quá chá ná ác thanh nhu năng. Bánh chá mì ê ca quá chá ná ác thanh nhu nà, ác thanh nhùm hà, ác thanh nhút mà, bá hú quá chá ná ác thanh nhu hí, ác thanh nhu phí. Chát thi ê ca quá chá ná ác thanh nhu nô, ác thanh nhút xá, bá hú quá chá ná ác thanh nhu năng. Chát tê mì ê ca quá chá ná ác thanh nhùm hí, ác thanh nhút mình bá hú quá chá ná ác thanh nhu sú, a la pa ná ê ca quá chá ná ác thanh nhu, bá hú quá chá ná ác thanh nhu, ác thanh nhu nô. Dạ thầy sư xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ Vinh Nhu.
Sư đã hết rồi sư. Và bây giờ cũng hết giờ rồi, thôi chắc mình nghỉ ở đây thôi. Rồi lớp Bali 1 thì sau thứ 3 thì thứ 7, cho nên lớp Bali 1 thì mình sẽ học tối thứ 4 ha. Lớp Bali 2 thì mình có gì con Trân không bắn. Rồi xin trả mic lại cho cô Thích Duyên. Lớp học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp trang nghiêm theo khẩu ý để hướng tâm về thời kinh hồi hướng trước do cô tu nữ Diệu Bảo tụng đọc ạ. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thay mặt học viên lớp học Bali xin hồi đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha Chapumatha Dewa Naga Mahitika Bồn nhân nô anu mô đàn tù chi răng ra khan tù sa sa năng A ca sa tha chắc phùm ma tha đề quá na ga ma hít chi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tù chi răng ra khan tù nô ga ru A ca sa tha chắc phùm ma tha đề quá na ga ma hít chi ca Bồn nhân nô anu mô đàn tù chi răng ra khan tù nhà ta vô Akasattha chapummatha deva naga mahittika Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu panino Akasattha chapummatha deva naga mahittika Bunyang no anumodan tu chirang rakhan tu no sada.
idang vatano bonyang asawa kaya wahang hon tuana gate kali. Sa thụ sa thụ sa thụ. Và buổi học đến đây là kết thúc. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu duyên nguyện ạ. Và kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính xin tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chào cô tu nữ cùng cả lớp ạ.